Tại sao logo Ferrari lại có hình con ngựa? Biểu tượng của Ferrari khắc họa chúng ngựa trồm màu đen trên nền màu vàng là hiện thân cho vẻ đẹp và sức mạnh, cũng như tốc độ của những chiếc siêu xe do hãng xe Italy sản xuất. Ý nghĩa ẩn dấu của con ngựa đen trên huy hiệu Ferrari là sự tôn vinh một trong những vị anh hùng của Thế chiến thứ nhất, Francesco Baracca, người đã vẽ con ngựa trồm màu đen lên thân máy bay chiến đấu của mình. Sở dĩ con ngựa của Ferrari có màu đen chứ không phải màu đỏ là vì nó được coi là biểu tượng để tang cho người phi công đã hy sinh. Màu nền vàng không chỉ mang độ sáng chói lóa, bắt mắt và mang tính lễ hội, mà nó còn liên quan tới cờ của Modena, nơi mà Enzo Ferrari sinh ra. Follow mình để biết thêm nhiều câu chuyện hấp dẫn hơn nhé.